Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Nên mình sẽ nói về một chút về 6 cái định nghĩa và mình sẽ giải thích và có thể lấy một số ví dụ để các bạn có thể là hình dung được 6 cái định nghĩa này trong thuật ngữ trong kế toán này nhá. Đầu tiên mình sẽ đi vào tài sản. Và tài sản là gì? Phân tích tài sản là gì này? Thì tài sản đó chính là những cái thứ mà có thể sinh ra lợi ích kinh tế ở hiện tại hoặc sinh ra lợi ích và sẽ tức là hoặc sẽ sinh ra lợi ích kinh tế ở trong tương lai, có thể sinh ra lợi ích kinh tế ở trong tương lai đó thì gọi là tài sản. Công thức tính đó chính là lấy vốn chủ sở hữu cộng với nợ phải trả thì là bằng tài sản đó. Thì ví dụ chúng ta có 500 triệu mà có một bài toán là có 500 triệu đúng không ạ, vay thêm 500 triệu nữa, đi vay nhé, 500 triệu nữa mua một chiếc ô tô đúng không? Đúng không ạ? Ví dụ vay ngân hàng 5 triệu thì lãi suất là tầm 12% đi ạ. Đúng không? Là mua một chiếc ô tô 1 tỷ đúng không? Mua ô tô 1 tỷ thì đây cái ô tô này trị giá 1 tỷ này là tài sản. Đó, nhưng người nghĩ rằng là cái 500 triệu vay này thì nó sẽ phải trả lãi đúng không ạ, hoặc là mua ô tô phải nuôi nó thì đó là tiêu sản. Nhưng không, trong định nghĩa kế toán không có tiêu sản, chỉ có tài sản thôi. Và cái thứ hai là biết đâu cái ô tô này trong tương lai sẽ sinh ra lợi kinh tế, như mình đã nói là sẽ lợi, gọi là sẽ sinh ra lợi kinh tế ở trong hiện tại hoặc tương lai đúng không, thì gọi là tài sản đó. Mặc dù nợ đấy, mặc dù tháng phải trả lãi đấy nhưng vẫn được gọi là tài sản, vì biết đâu nó sẽ sinh ra tương lai sinh ra kinh tế trong tương lai đúng không ạ, thì gọi là tài sản đó. Tài sản nó có thể gọi là dưới dạng tiền này, dưới dạng vật chất này, ví dụ như là cái đất, góp đất cũng là tài sản này, góp chiếc xe máy ô tô cũng là tài sản này, những thứ sinh ra tiền và sinh ra lợi ích kinh tế trong tương lai thì gọi là tài sản đó. Tài là tiền mà. Thứ hai là nợ phải trả. Nợ phải trả thì xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp đó trong giao dịch nếu chưa thanh toán hết hoặc thanh toán một phần. Ví dụ ông mua một chiếc ô tô 1 tỷ và ông có 500 triệu thôi, mà ông mua xong ông nợ 500 triệu thì đó là cần cái nợ phải trả của ông. Đó thì gọi là nợ phải trả. Thứ ba là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu này là vốn ban đầu của cổ đông này, của những người góp vốn vào ban đầu khi thành lập một doanh nghiệp, đấy gọi là vốn chủ sở hữu, là vốn góp ban đầu, có thể là các cổ đông của doanh nghiệp đó thì gọi là vốn chủ sở hữu. Thì vốn chủ sở hữu này tăng lên thì dựa theo thu nhập càng nhiều thì vốn chủ sở hữu cộng vào nó càng tăng lên đó, tại vì là vốn chủ sở hữu có công thức là tính bằng là vốn góp cộng với cái lợi nhuận thu nhập này trừ đi cổ tức. Cổ tức như thế nào mình sẽ nói sau nhé. Đó thì vốn chủ sở hữu là bằng là tài sản trừ đi nợ phải trả. Đây là công thức tính được này đó, tài sản trừ đi nợ phải trả để ra vốn chủ sở hữu, biết là được là vốn chủ sở hữu là bao nhiêu đúng không ạ. Thứ tư đó chính là thu nhập. Thu nhập đó chính là số tiền nhận được trong một thời điểm đó. Tại sao gọi là một thời điểm? Ví dụ như là tháng này thu nhập là 1 tỷ chẳng hạn, nhưng tháng sau lại là 2 tỷ, sẽ thay đổi tùy từng thời điểm, có thể là theo tháng đúng không? Theo 3 tháng, theo 1 năm, thu nhập theo 1 năm đó thì gọi là thu nhập. Thì cái thu nhập này sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu lên, thu nhập càng tăng thì vốn chủ sở hữu càng tăng lên đó. Thứ năm là chi phí. Chi phí đó chính là tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp nhưng không bao gồm phân chia lợi nhuận cho cổ đông, đó chính là cổ tức. Có đặc điểm như thế cho nên là cái cổ tức thì nó sẽ không được ghi vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp sau mỗi năm đó thì gọi là chi phí. Chi phí ở đây có thể được coi là ví dụ chi phí sản xuất chẳng hạn, ông mất tiền ông mua nguyên liệu về chẳng hạn, ông chi phí về tiền điện nước chẳng hạn, doanh nghiệp gọi là chi phí, hoặc là chi phí lãi suất. Ví dụ ông vay 500 triệu và lãi suất 6% thì cái tiền 6% phải trả đó chính là chi phí, thì đó là chi phí này đó. Còn cổ tức là số tiền trả, cổ tức đó chính là lợi nhuận sau thuế
chia cho cổ đông. Tức là cái lợi nhuận sau thuế rồi sau chia cho mấy ông cổ đông thì gọi là cổ tức. Đó, nhớ đặc biệt phải sau thuế nhá. Sau đó mới chia cho cổ đông. Đó thì gọi là cổ tức. Thì còn cổ tức có tính là chi phí hay không, nhưng mình nói là chi phí thì không bao gồm cái tiền lợi nhuận sân phân chia cho cổ đông. Đó, nhưng mà vốn nó chỉ làm giảm vốn chủ sở hữu đi thôi, nhưng mình đã nói đấy, vốn chủ sở hữu bằng là vốn góp, đúng không ạ? Vốn góp cộng với thu nhập hay còn gọi là lợi ích kinh tế là từ cái lợi nhuận đấy, lợi nhuận là từ là bằng là doanh thu trừ đi chi phí, đúng không ạ? Thu nhập trừ đi cổ tức là sau khi phân chia xong thì ra cái ông vốn chủ sở hữu này đó, thì nó sẽ không liên quan đến chi phí. Tại vì sao? Chính vì vậy là cổ tức thì không được ghi vào báo cáo tài chính ở trong trong những cái dòng tiền của doanh nghiệp, nó không ảnh hưởng dòng tiền doanh nghiệp, nó chỉ có báo cáo trong vốn chủ sở hữu ấy thôi. Đó, nó chỉ làm giảm cái vốn chủ sở hữu thôi chứ không làm giảm dòng tiền, ảnh hưởng lợi ích gì của đến kinh tế của doanh nghiệp. Đó, thì đấy là cổ tức không liên quan đến chi phí, và đấy là 6 cái định nghĩa về tài sản nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và thu nhập chi phí. Đó, thì nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment phía bên dưới chúng ta cùng thảo luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.